Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần yếm cho bé với họa tiết móc là các cái mũi nửa kép ở phần thân yếm. Phần đũng quần thì có cài ba hạt nút để điều chỉnh cho bé dễ thay tả. Ở hai bên ống quần thì có làm hai phần bèo. Và ở phần thân trên mình có làm hai sợi dây cài ra phía sau, cài chéo lại ra phía sau như thế này. Đồng thời cũng có một sợi dây để buộc vào phần thắt lưng để điều chỉnh cho vừa phần thắt lưng của bé đây mẫu yếm như thế này dụng cụ mình gồm len miêu sợi len dài khoảng 1.75 đến 2 mm kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm kéo cắt len kim đánh dấu và các hạt nút dùng để cài điều chỉnh bây giờ mình sẽ móc phần thân trước Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích rộng hơn phần eo của bé từ 2 cho đến 4 cm 1 2 3 4 5 6 thì ở đây mình đã móc lên được 80 mũi móc xích khi nối hai đầu dây lại thì cái vòng tròn này nó sẽ rộng hơn phần eo của bé tầm 2 cho đến 4 cm nè tiếp tục từ đây lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 3 sau đó móc vào chân móc thứ 80 một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây bên này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái sợi dây móc xích này nó có sợi len thừa nè các bạn móc cho mình các cái mũi móc cuối cùng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại ta sẽ sử dụng mũi dời để nối lại các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên á đây đây là chân móc đầu tiên nè móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ở cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này nè các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc nha thay vì móc vào chân móc thì ta sẽ móc vào thân chân móc các bạn đâm kim cho mình vào chính giữa của cái thân chân móc này và cái mũi móc xích bên cạnh nè đây đâm kim cho mình vào chính giữa lấy len đâm kim vào chính giữa này sau đó luồn và kéo len vào cái thân chân móc phía trên luồn và kéo len qua giữa hai thân chân móc phía trên đây khi thân chân móc đã nằm trên kim thì móc cho mình vào đây một mũi kép đơn thì ta được một mũi lồi ở đây nè đây là mũi ngoặt ngoài tiếp tục chân móc kế bên ta sẽ móc một mũi kép đơn vào cái chân móc kế bên không móc cái mũi ngoặt ngoài nha móc vào đây một mũi kép đơn Chân móc kế tiếp ta sẽ móc một mũi ngoặt ngoài, các bạn cũng không móc vào chân móc mà móc cho mình vào thân chân móc. Cũng đâm kim vào chính giữa của hai chân móc kế bên này, đâm kim vào chính giữa. Sau đó luồn và đưa kim lên phía trên để thân chân móc nằm trên kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp ta sẽ móc vào chân móc, móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình đã móc được xen kẽ một mũi kép đơn và một mũi ngoặt ngoài nè xen kẽ với nhau để tạo cái phần g các bạn làm tương tự cho mình chân kế tiếp sẽ móc cho mình một mũi ngoặt ngoài được móc vào cái thân chân móc kế bên này móc vào đây một mũi ngoặt ngoài sau đó kéo lên và móc một mũi kép đơn ở đây xen kẽ sẽ là một mũi kép đơn vào chân móc của cái thân chân móc kế bên này nè móc vào đây một mũi kép đơn thì ta thêm được một cụm sen kẽ gồm một mũi ngoặt ngoài sen kẽ một mũi kép đơn nè tương tự thì chân móc kế bên ta sẽ móc một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc này đây móc cho mình vào đây một mũi ngoặt ngoài tương tự cũng đưa cái thân chân móc này lên kim và móc một mũi kép đơn vào đây ta được thêm một mũi ngoặt ngoài nè các bạn làm tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng móc xen kẽ cho mình một mũi kép đơn vào chân móc và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế bên đây vào thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài và làm tương tự cho đến cuối vòng khi móc đến cuối hàng thì cái phần thắt lưng mình đã được hai hàng móc như thế này thì ở chân móc cuối cùng ta cũng sẽ móc một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc cuối cùng ở hàng phía trên á các bạn cũng móc xen kẽ cho mình vào cái thân chân móc cuối cùng này một mũi ngoài Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời. Đây là chân móc đầu tiên nè, móc cho mình vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì phần thắt lưng của mình nó có độ rộng hai hàng móc nè. Các bạn có thể dừng lại ở đây hoặc là móc thêm cho mình một hàng móc nữa để phần thắt lưng của mình nó có cái độ dày hơn. thì hàng móc thứ ba này mình cũng làm tương tự cái chân móc phía trên là chân móc mũi ngoặt ngoài nè thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái thân chân móc này và móc một mũi ngoặt ngoài vào đây để kéo dài cái phần g này ra nè đây móc vào đây cho mình một mũi ngoặt ngoài cũng đưa thân chân móc lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn thì ta sẽ hình thành được một mũi ngoặt ngoài và cái phần g này nó sẽ kéo dài lên được thêm một hàng móc nè tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên Chân móc kế bên là cái chân móc của cái mũi kép đơn phía dưới á. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc nha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên của cái hàng móc thứ hai là mũi ngoặt ngoài thì hàng móc thứ ba các bạn cũng móc cho mình một mũi ngoặt ngoài. Cũng đưa thân chân móc này lên trên kim. Sau đó móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Đây, cái phần G nó kéo dài ra được như thế này nè. Tiếp tục chân kế tiếp sẽ là mũi kép đơn vào chân móc móc vào đây một mũi kép đơn chân kế bên sẽ là mũi ngoặt ngoài móc và thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài thì như vậy là phần thất lưng của mình nó có cái độ rộng 3 hàng móc nè các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng móc xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế bên, móc vào đây một mũi ngoặt ngoài và làm tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thắt lưng của mình nó sẽ dừng lại ở ba hàng móc nha. Tiếp tục các bạn móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ ba này một mũi dời. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc phần thân ở phía dưới và ở cái phần thân phía dưới này ta sẽ móc các cái mũi nửa kép để cho cái phần nối của các cái đầu móc nó không có bị gờ thì mình sẽ tiến hành móc xoắn ốc ở cái phần thân này khi dùng mũi dời để kết thúc cái hàng thứ ba này thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp này nè móc vào đây một mũi móc đơn từ cái điểm này ta sẽ tiếp tục móc cái phần xoắn ốc ở phía dưới nha các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên này nè móc tiếp vào đây một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân móc kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mũi dời ở đây nè đây mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở cái phần g này nè cái phần g cuối cùng tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc mũi dời của cái hàng thứ ba này đây móc cho mình vào đây một mũi nửa kép chân kế tiếp ta cũng móc một mũi nửa kép vào chân móc này sau đó các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân móc của mũi nửa kép đầu tiên nè để mình gây nên á đánh dấu vào đây tiếp tục chân kế bên sẽ là một mũi nửa kép như vậy là cái phần nối ở giữa các cái hàng móc nó sẽ không còn ở đây ta sẽ móc xoắn ốc bắt đầu từ đây nè đây và từ chân móc mà mình đánh dấu móc thêm cho mình 7 mũi móc nữa để ta được 10 mũi nửa kép liên tiếp với nhau 4 5 6 7 8 9 10 sau khi móc được 10 mũi nửa kép từ cái chân móc mà mình đánh dấu nè, thì cái chân móc thứ 11 các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một cụm chân móc tương tự, cũng móc cho mình 10 chân móc liên tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc liên tiếp cho mình 10 mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi được 10 mũi nửa kép thì chân móc thứ 11 sẽ là hai mũi nửa kép vào chân móc này. Móc vào đây hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Như vậy là ta được các cái cụm chân móc gồm 10 mũi nửa kép xen kẽ là hai mũi nửa kép cùng một chân móc nè. Đây. Các cái chân móc còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu cũng móc liên tiếp 10 mũi nửa kép vào 10 chân móc, sau đó là chân móc thứ 11 ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì có nhiều trường hợp ở cái vòng móc này nó sẽ không có đủ cái số mũi móc để mình móc cái cụm tương tự như vậy. Thì các bạn sẽ chia cho mình, sẽ chia ít hơn hoặc là nhiều hơn tùy vào cái số lượng mũi móc ở đây nha thì đến cái chân móc mà ta đánh dấu các bạn tháo ra và móc cho mình vào cái chân móc mà ta đánh dấu ở đây nè móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân móc như vậy là mình vừa hoàn tất được một hàng móc thêm mũi để vừa với phần hông của bé nè bây giờ ta sẽ móc tiếp hàng móc tiếp theo móc cho mình vào chân móc kế bên một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Đây. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi móc đến chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, đây là chân nằm chính giữa nè. Các bạn móc cho mình vào cái chân nằm chính giữa này hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Như vậy là vòng móc này ta cũng thêm được một mũi móc nè, được một cụm chân móc như thế này. Tiếp tục các chân móc kế tiếp ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. khi móc được các cái mũi nửa kép đến chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á, đây hai chân móc cùng chân phía dưới chân nằm chính giữa này các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi nửa kép cùng một chân móc ta thêm được một mũi móc ở đây nè các bạn làm tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc cho mình các cái cụm móc tương tự đây móc cho đến cuối vòng như thế này ta cũng thêm mũi móc vào cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha và toàn bộ mũi móc các bạn sẽ sử dụng cho mình là mũi nửa kép sau khi móc đến cuối vòng thì mình đã thêm được một hàng móc thêm mũi như thế này đây và cái hàng móc này nó sẽ giúp cho cái phần hông của quần nó có cái độ rộng ra nè để bé mặc nó thoải mái hơn nha Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Chân móc đầu tiên của hàng móc này sẽ là chân móc thẳng hàng với chân móc mũi dời ở đây nè. Móc thẳng hàng lên, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Các bạn cứ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn cũng móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Sau đó móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Thì như vậy là hàng móc này ta sẽ không thêm mũi nè. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và hàng móc này ta sẽ tiến hành không thêm mũi nha. Làm tương tự cho mình. Sau khi móc các mũi nửa kép cho đến cuối hàng. Thì phần thân ta có 3 hàng móc làm thắt lưng và các hàng móc còn lại sẽ là phần thân phía dưới và từ đây sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc mũi nửa kép tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc móc cho đến khi cái phần thân của mũi nửa kép này nè gấp đôi cái phần thân hông mà mình móc cái mũi ngoặt ngoài nha đây cũng móc các cái mũi nửa kép tương tự móc cho đến khi cái phần thân của mũi nửa kép gấp đôi phần thân của mũi ngoặt ngoài nha cũng móc các cái mũi móc nửa kép tương tự đây và ở các hàng móc này ta sẽ không thêm mũi mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và lưu ý các bạn đừng móc chặt tay ở các cái mũi nửa kép này nha để cho cái phần yếm của mình nó được mềm mại hơn khi móc các bạn cứ móc lỏng tay cho mình nha và mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc nửa kép và không thêm mũi nè cái phần hàng móc của mũi nửa kép này gấp đôi cái phần thân hông nha bây giờ ta sẽ móc cái phần biển phía dưới các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu để đánh dấu vào cái hàng móc cuối cùng này thì cái mặt trước sẽ là cái mũi dời ở đây nè đây là mặt trước cái điểm nằm chính giữa này các bạn sẽ chia đều ra cho mình số mũi móc ở hai bên sau đó đánh dấu ở hai bên này để làm mặt trước và mặt sau của bỉm thì luôn luôn rộng hơn cái phần mặt trước nè. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình lùi lại 2 đến 3 hàng móc. Và cái khoảng cách ở đây sẽ tương tự bằng với khoảng cách ở bên này nha. Đây sẽ là mặt sau nè. Mặt sau thì khoảng cách của cái phần bỉm này nó sẽ luôn luôn rộng hơn cái phần trước nha. Bây giờ ta sẽ móc cái phần thân trước. Và ở mặt trước này các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi nửa kép tương tự như phần thân trên. Và ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân yếm ở phía trước bằng khoảng cách giữa hai cái điểm mà ta đánh dấu ở đây nè đây hai cái điểm mà mình đánh dấu ở đây tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu nha mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Khi móc được các mũi nửa kép cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu và chân móc sát bên này, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra. Sau đó hai chân móc liên tiếp này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân, ta sẽ sử dụng mũi nửa kép để chụm mũi nha. Các bạn lấy len, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc và kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân kế bên, móc và kéo len. Khi trên kim được 4 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim, thì hai mũi ta sẽ chụm lại được một mũi. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ nhất ở phần thân yếm phía trước nè. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên cho mình, bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây đây các bạn cũng chưa ra cho mình một mũi sát bên nha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì chân móc sát bên và chân móc mà ta đánh dấu ở đây các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra sau đó hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành một chân bằng mũi nửa kép. ta lấy len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo len. sau đó đâm kim vào chân kế bên và kéo len. để trên kim được bốn mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. thì ta trải chụm lại hai mũi thành một mũi. móc lên hai mũi móc xích. thì ta vừa hoàn tất được hàng móc thứ hai ở phần thân yếm phía trước. đây là mặt trước nè mặt trước là mặt có cái mũi dời ở đây nha đây tiếp tục quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này các bạn cũng bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép móc vào đây một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ở hai chân móc cuối cùng này cũng chậm lại cho mình thành một chân các bạn cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc thì chân móc cuối cùng sẽ là chân móc thẳng hàng với cái mũi móc xích này nè đây đây sẽ là chân móc cuối cùng các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc này khi trên kim được bốn mũi móc thì kéo len qua hết chân móc chân kim móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này các bạn cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. ở hai chân móc cuối cùng cũng tương tự chụm lại cho mình thành một chân các bạn cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc khi trên kim được bốn mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim và móc lên hai mũi móc xích thì cái phần thân trước của yếm mình đã móc thêm được các cái hàng móc tương tự nè và các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình như cái hàng móc mà ta vừa móc cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc cho đến khi cái phần đũng này nè có cái độ rộng vừa che được cái phần đũng quần của bé nha. Cũng móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Bỏ một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho cái phần này nó có đủ cái độ rộng để che phần đũng của bé nha. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc giảm mũi ở đầu và cuối Tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc nè Giảm ở đầu và cuối Và đây sẽ là mặt sau nè Hai điểm mà ta đánh dấu để móc phần thân ở phía sau luôn luôn phải rộng hơn ở phía trước nha Đây cái khoảng cách này sẽ rộng hơn ở mặt trước nè Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần đụng ở phía dưới Để mình tiến hành cài nút ở phía dưới này Tiến hành quay ngược đầu móc lại về hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ không giảm mũi móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép đây móc vào chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự cũng móc cho mình giống như cái hàng móc mà ta vừa móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì đây sẽ là mặt sau của yếm nè mặt sau của yếm có độ rộng rộng hơn là mặt trước nha và ở phần đủng của mặt trước này ta sẽ tạo các cái khoảng trống để mình dùng để cài nút và cái khoảng trống này ta sẽ làm ở mặt trước của yếm nha. Móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc thêm cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc thêm cho mình từ 1 đến 2 hàng móc nữa tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc nha. Ở đây phần đũng mình đã móc thêm được ba hàng móc đều nhau và không thêm mũi. Và cái phần lỗ để cài nốt ta sẽ móc ở cái mặt trước của yếm và móc cỡ hàng móc tiếp theo này nè. Từ đây móc tiếp lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc cuối cùng của đũng quần ta được 13 mũi móc thì các bạn sẽ móc chia đều cho mình ra ba mũi móc để mình tạo ra ba khoảng trống cài nút móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân móc kế bên của hàng phía dưới và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn móc vào đây một mũi móc đơn thì mình vừa tạo ra được một khoảng trống để cài nút nè tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp móc một mũi móc đơn chân bên cạnh móc một mũi móc đơn khi được bốn mũi móc đơn liên tiếp tiếp tục móc cho mình lên một mũi móc xích bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn chân thứ hai móc một mũi móc đơn chân thứ ba móc một mũi móc đơn chân móc thứ tư móc một mũi móc đơn thì còn dư hai mũi móc cuối cùng nè các bạn sẽ tạo thêm cho mình một khoảng trống tương tự cũng móc lên một mũi móc xích đây như hai mũi móc thì móc lên một mũi móc xích và bỏ qua chân móc kế bên móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn như vậy là mình vừa tạo ra được ba khoảng trống để cài nút ở phần đũng tiếp tục lên một mũi móc xích kéo và cắt lên như vậy là mình vừa hoàn tất được phần đũng trước của quần bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần đũng ở phía sau thì phần đụng ở phía sau các bạn tạo cho mình một nút từ cái sợi len màu đỏ này Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Khi đã tạo ra được một nút thì ta tiến hành đâm kim vào chân móc mà mình đánh dấu ở cái phần sau á Đây, đâm kim vào chân móc này Các bạn tháo kim đánh dấu ra Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta đánh dấu Kéo nút mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích thì ở mặt sau của đụng cũng làm tương tự như mặt trước các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân móc mà ta vừa móc á bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép móc vào đây một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép Thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này nè. Đây, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu ở đầu bên này. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi nửa kép ở cái chân móc mà ta đánh dấu và chân móc sát bên này, các bạn cũng gỡ kim đánh dấu ra. Sau đó hai chân móc này ta sẽ chụm lại thành một chân tương tự như mặt trước, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Đâm kim vào chân cuối cùng. Để trên kim được 4 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy là mặt sau của đũng quần sẽ có độ rộng như thế này và khoảng cách giữa hai bên mặt trước và mặt sau ở hai bên này nó sẽ có số mũi móc bằng nhau tiếp tục ta quay ngược đầu móc lại thì hàng móc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các hàng móc ở mặt trước cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. ở hai chân móc cuối cùng cũng chụm lại cho mình thành một chân tương tự. Cũng lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. khi trên kim được 4 mũi móc thì kéo len qua hết bốn mũi móc trên kim. móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. thì đây sẽ là độ rộng ở mặt sau của bỉm nè. Đây. Mặt sau của biểm thì luôn luôn rộng hơn mặt trước của biểm nha. Đây, cái độ rộng này luôn luôn rộng hơn mặt trước của biểm. Và các hàng móc tiếp theo ở mặt sau của biểm ta cũng làm tương tự như mặt trước, cũng giảm cho mình một mũi ở đầu và cuối hàng móc. và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Chân móc đầu tiên các bạn bỏ qua và móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép. Chân bên cạnh một mũi nửa kép. Chân móc kế bên móc một mũi nửa kép và làm tương tự cho các hàng móc còn lại tương tự như cái mặt trước của yếm nha. Ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc giảm mũi ở mặt sau của yếm. Và số hàng móc cũng đã bằng với số hàng móc của mặt trước, độ rộng của phần đũng cũng đã có số mũi móc bằng với số mũi móc của mặt trước rồi thì bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại cái phần đũng này. Mặt trước mình đã móc cài nút ở phần đũng thì mặt sau mình sẽ tạo một khoảng để mình may hạt nút lại nha các bạn cũng quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến điểm cuối cùng mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ cái phần đũng này, sau đó tạo cái phần bèo ở ống chân. Đây, tạo cái phần bèo ở ống chân. Cái ống chân nó đã có cái độ rộng như thế này nè. Mình sẽ tạo cái phần bèo ở đây để cho phần ống chân nó có điểm nhấn. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự đến cuối hàng, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì hai hàng móc mũi đơn này, các bạn sẽ sử dụng để may cho mình ba hạt nút để cài cái phần mặt trước lại tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc mà mình vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh sẽ là chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế bên sẽ là chân móc của cái hàng móc phía dưới này, móc vào đây một mũi móc đơn. Khi viền được hai mũi móc đơn ở hai hàng móc mũi đơn thì cái hàng móc mũi nửa kép này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đây và móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc sau đó chân móc của hàng móc nửa kép phía trên móc cho mình một mũi móc đơn đây móc vào đây một mũi móc đơn chân kế tiếp của hàng móc nửa kép phía trên này sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì mình vừa viền được một phần của phần đũng nè móc xen kẽ một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc vào các chân móc của cái hàng móc mũi nửa kép á thì khi đã móc được hai mũi móc đơn vào cùng chân móc thì chân móc kế tiếp ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi được hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân móc này thì chân kế tiếp ta sẽ móc một mũi móc đơn và chân kế bên sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc này sẽ móc hai mũi móc đơn nè. Các bạn cứ viền xen kẽ tương tự cho đến cuối hàng. Cũng móc xen kẽ cho mình chân móc này là một mũi móc đơn thì chân móc kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình vừa viền được một mặt của phần đũng nè. Thì ở cái phần bên hông của đũng quần các bạn cũng viền tương tự cho mình. Cũng đâm kim vào cái chân móc mà ta móc mũi nửa kép cuối cùng này móc vào đây một mũi móc đơn sau đó móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp móc một mũi móc đơn làm tương tự cho đến thân bên của phần đũng quần tiếp theo mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã viền được phần thân hông thì ta sẽ tiếp tục viền cái phần thân của ống chân nè. Viền tương tự như phần ống chân bên này. Cũng móc cho mình vào chân móc cùng chân với cái phần thân hông bên này. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Đây, móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của phần ống chân này. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó xen kẽ là chân tiếp theo một mũi móc đơn chân này một mũi móc đơn chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn các bạn cứ viền xen kẽ cho mình một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc vào các cái chân móc của mỗi hàng móc nha cũng móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng móc một mũi móc đơn sau đó xen kẽ là hai mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối hàng Khi móc đến cuối hàng thì móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Bây giờ ta sẽ viền lại cái hàng móc ở phần đũng này để tạo khoảng trống cài nút nha. Lên một mũi móc xích và móc vào chân móc mà ta vừa móc một mũi móc đơn. Ở hàng móc này ban đầu ta có chừa ra ba khoảng trống để tạo phần cài nút nè. Thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc sát bên của cái chân móc này bỏ qua chân móc sát bên và móc cho mình vào cái khoảng trống này, ba mũi móc đơn cùng một khoảng trống. Thì mình vừa tạo ra được một khoảng trống rõ hơn nè. Tiếp tục cái chân móc kế bên của cái khoảng trống này, các bạn sẽ bỏ qua cho mình, bỏ qua chân móc này và móc cho mình vào chân kế bên một mũi móc đơn. Đây, móc vào đây và một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp ta cũng móc một mũi móc đơn thì các bạn để ý cho mình nè cái mũi móc xích mà mình chừa ra để tạo khoảng trống này thì hai chân móc ở hai bên của cái mũi móc xích này các bạn sẽ không móc cho mình mà móc luôn vào cái khoảng trống này ba mũi móc đơn cùng một khoảng trống nha móc vào đây ba mũi móc đơn cùng một khoảng trống thì như vậy là cái phần lỗ cài nút của mình nó đã thấy rõ hơn nè tương tự các bạn cũng bỏ qua cho mình chân móc kế bên này và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn đây móc vào đây một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn thì khoảng trống cuối cùng nó sẽ còn 3 mũi móc các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này 3 mũi móc đơn thì như vậy là hàng cài nút mình đã tạo ra được ba khoảng trống để cài nè đây ba khoảng trống như thế này và cái sợi len thừa cuối cùng này cũng giấu cho mình vào trong mũi móc móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên của cái phần thân ống bên này một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo sẽ là chân móc của hàng móc nửa kép, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn vào chân móc này. Chân bên cạnh móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ở cái phần viền của ống chân còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình Cũng móc xen kẽ cho mình các cái chân móc còn lại Tương tự giống như cái phần ống chân mình móc lúc nãy Cũng làm cho mình cho đến cuối hàng Móc xen kẽ cho đến cái đoạn này thì cũng móc cho mình vào cái chân móc cùng chân này nè Móc vào đây Sau đó cũng móc tương tự vào cái chân móc ở đây Cũng móc vào cái chân móc này luôn Làm tương tự giống như phần ống chân vừa làm á Khi viên được đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa viền được toàn bộ cái phần ống chân ở phía dưới. Từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc phần bèo ở ống chân. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. như vậy là mình vừa tạo ra được một cụm chân móc nè gồm có hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp tục hai chân móc kế bên mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó chân móc thứ ba ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc thì mình cũng tạo ra được một cụm chân móc tiếp theo nè các bạn cứ làm tương tự cho mình các cái cụm chân móc này, móc tương tự cho đến cuối hàng. Cũng móc xen kẽ hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc thứ ba ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái phần đũng quần mà ta có tạo các cái khoảng trống để cài nút này nè các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc của cái hàng móc mũi đơn thứ hai thôi đây của cái hàng móc mũi đơn thứ hai này móc cho mình đến cái chân móc này để mình chừa ra cái khoảng trống này khi mình cài nút vào thì nó sẽ không có bị đụng với cái phần bèo ở phía trên nha từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì hàng móc này ta cũng thêm mũi để tạo cái phần bèo ở đây móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc để cho cái phần bèo này nó được xoắn uh, hơn thì mình cũng đã tạo ra được một cụm chân móc gồm một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi kép đơn chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này Chân kế bên móc một mũi kép đơn, thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc khi ta thêm mũi như vậy thì cái phần bèo nó sẽ có cái độ xoắn lại nhiều hơn như thế này nè tạo ra cái điểm nhấn ở phần ống chân nha các bạn cứ làm tương tự cho mình cái cụm chân móc này móc cho đến cuối hàng cũng móc xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên thì chân móc thứ hai ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ở sai này thì độ rộng của cái phần bèo ta sẽ dừng lại ở hai hàng móc thôi nha cái độ rộng này sẽ dừng lại ở hai hàng móc các bạn cứ làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự cho đến cuối hàng để mình tạo cái phần bèo này nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành dấu sợi len thừa vào trong mũi móc và tiếp tục móc phần bèo ở ống chân còn lại. Ở hàng móc đầu tiên của phần bèo mà ta vừa móc, mặt phải của hàng móc đưa vào bên trong thì ở cái bên còn lại các bạn cũng móc tương tự cho mình, cũng móc cái hàng mặt phải đầu tiên vào bên trong. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút thì phần bèo này ta sẽ bắt đầu ở cái hàng móc có các cái lỗ để cài nút nè các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai của cái hàng móc mũi đơn thứ hai á đâm kim vào đây thẳng hàng với cái hàng móc thứ hai sau đó móc và kéo cái mũi móc mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc mà ta vừa móc một mũi kép đơn chân bên cạnh móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Và làm tương tự cho mình cái cụm này, móc cho đến cuối hàng, tương tự như cái phần bèo mà ta vừa móc á. Cũng móc xen kẽ hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau đó là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc và móc tương tự cho hàng tiếp theo sau khi viền được phần bèo ở ống chân còn lại thì hai hàng móc ngoài cùng của hai viền bèo ta sẽ có cái mặt phải đưa ra ngoài nè và đây là mặt trước của bỉm mặt trước sẽ có ba cái lỗ cài nút ở đây mặt sau các bạn sẽ may cho mình ba hạt nút như thế này ba hạt nút mình dùng để cài điều chỉnh khi bé mặc các bạn có thể dễ thay tả hơn khi tháo ra nha đây cài lại ba hạt nút chắc chắn như thế này và hai đầu của bèo nó sẽ chạm nhau nè thì mục đích mà mình tạo cái phần lỗ cài nút ở mặt trước của yếm khi bé mặc cái phần yếm này vào nó sẽ không có cái độ hở ở phía sau nè đây mặt sau khi nhìn vào nó sẽ có cái độ hở như thế này thì mặt trước khi mặc vào sẽ không có độ hở nha ở phần thân trên thì các bạn sẽ móc cho mình hai sợi dây có cái độ dài vừa đủ để tràn qua vai của bé và cài ra phía sau thì cái phần dây bèo này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước mình cũng có để lên ở phần mô tả các bạn nhấp vào lên tham khảo nha cái mẫu dây này nó cũng tương tự như mẫu dây của cái phần váy hạt bắp á ở phần thắt lưng thì các bạn móc thêm cho mình một sợi dây dài vừa đủ để mình cột lại ở phần eo điều chỉnh. Các bạn sẽ luồn cho mình xen kẽ vào các cái mũi móc mặt ngoài này nè. Luồn xen kẽ sau đó ta thắt dây điều chỉnh ở điểm này. Ở mặt sau của yếm các bạn sẽ may cho mình hai hạt nút ở hai bên để mình cài cái phần dây điều chỉnh. Ở cái sợi dây này các bạn cũng có thể cài thẳng hoặc là cài chéo Mình cài chéo để cho cái mặt sau nó có cái điểm nhấn hơn nè Đây các bạn cài lại như thế này Cài chéo lại ở mặt sau Đối với mẫu yếm này thì các bạn cũng có thể phối với áo thun màu trắng hoặc áo thun màu để cho cái phần yếm của mình nó được nổi hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu yếm quần bỉm cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!